Dạ vâng, rất vui được gặp anh chị trong clip ngày hôm nay. Thì quý anh chị đã có theo dõi Tài thì đã biết hôm nay Tài đã ra clip này để làm gì rồi ha. Thì clip này Tài ra clip này để muốn gửi đến các cô chú anh chị là trong những clip trước Tài có hứa là có sẽ ra clip thứ hai, thứ ba để quay cho anh chị mình xem cách dèo, cách bèo tai tượng của Tài phát triển thế nào để minh chứng cho tình yêu. Quên lộn, không phải tình yêu này là không phải tình yêu trai gái nha, này là tình yêu của tình yêu mình và con ốc, và tình yêu của người nông dân thích chăn nuôi và trồng trọt, đó là cái yêu nghề đó. Thì như quý anh chị mình đã xem thì Tài sẽ hứa sẽ ra clip này để quay lên cho quý anh chị mình để xem bèo tay của Tài lúc trước xịt thuốc sâu á, rồi bây giờ nó phát triển như thế nào. Thì Tài sẽ quay lấy cái máy quay và quay gần lại sẽ quay cho quý anh chị mình xem cách bèo nó phát triển như thế nào ha. Thì mời quý anh chị mình cùng Tài đi xem bèo của Tài nó phát triển như thế nào, và Tài sẽ minh chứng cho điều đó đúng hay là sai trong những clip trước. Rồi mời quý anh chị mình xem. Thì dạ vâng, là đây thì cái lúc trước lần trước á, Tài có quay cho quý anh chị mình xem á, bây giờ là bèo của Tài đây. Quý anh chị mình đã thấy như là nó phát triển rất là nhiều, thấy chưa? Bây giờ nó phát triển rất là nhiều nè. Thì những cái lá sâu lần trước nè, quý anh chị mình thấy là đó, thì nó sâu lần trước thì nó lúc mà nó lên, lúc mà nó không còn sâu nữa thì những cái lá nè, thì cái sâu thì nó cái lá càng ngày càng dương cao lên, mà thì cái sâu từ ngày nó càng đẩy lên cái lúc ra đầu, và lúc mà nó đẩy hết á, thì nó sẽ ở khúc dưới này á, là cái lá không có bị sâu ăn nha. Nè, như quý anh chị mình thấy rất là nhiều rồi ha. Nè, những cái lá bị sâu ăn lúc trước nè, thì bây giờ nó sẽ bị nó lên cái đọt này, nó lên hết luôn á, thì nó không còn sâu nữa nha. Thì như quý vị mình thấy á ha, bèo Tài bây giờ rất là dày đặc, tại vì không còn sâu nữa thì bèo nó phát triển rất là tốt, thì nó lên rất là nhiều, rất là dày đặc luôn nè, như quý anh chị mình thấy nè. Và cái thứ hai nữa, Tài Nguyễn cũng xin chia sẻ với quý anh chị mình thấy gì lạ không ta? Lạ là bây giờ bèo Tài nó sinh sản rất là nhiều, thấy không? Nè, nó sinh sản và nó nở con rất nhiều. Như quý anh chị mình nếu mà nhìn kỹ á, thì sẽ thấy được nè, bây giờ nó ra rất là nhiều bèo con như này nè, bèo con nè, nè, thấy chưa? Đó, thì quý anh chị thấy nó ra rất là nhiều bèo con, thấy chưa? Thì bây giờ nó nở rất là nhiều bèo con luôn. Cách đây clip này thì Tài ra thì cách clip trước á, hướng dẫn cho quý anh chị mình tầm khoảng 7 đến 8 ngày rồi, thì bây giờ nó ra rất nhiều, quý anh chị mình thấy chưa? Nè, nó ra bèo con rất là nhiều, bèo con nở rất là nhiều. Quý anh chị mình chú ý nhìn kỹ ha, Tài cũng quay chậm cho quý anh chị mình xem. Nè, nó nở rất là nhiều nè, như là nè, bèo con nó ra nở nè, thấy chưa? Nè, nó nở rất là nhiều luôn đó. Và bèo này có vẻ là nó xanh hơn được trước, theo quý anh chị mình thấy xanh không? Và những lá sâu hình như nó cũng như không còn nữa, thì tầm khoảng 10 bữa nữa thì sẽ không còn lá sâu nữa nha. Thì những cái lá sâu thì nó bị sâu nè, thấy quý anh chị mình thấy không nè, lúc trước nó sâu, thì bây giờ khúc dưới nhà mình xịt chết sâu hết rồi đó, thì nó không còn sâu nữa. Quý anh chị mình thấy cái lá không, cái lá này không còn sâu nó rất là tốt, rất đẹp luôn, mà nở rất là nhiều con luôn. Đây thì Tài quay qua đây cho quý anh chị mình xem nè. Đây, lá này là những lá con mới nở nè, nó mới nở ra nè, trong cái mẹ nó mới nở ra nè. Nè, quý chị mình thấy không? Nè, từ cái lá già nó nở lên nè. Nè, mấy cái lúc sâu mà bây giờ nó ra lá con rất là nhiều. Rất là nhiều bèo nó đẻ ra lá con luôn. Nè, nó ra lá con mà còn nhỏ nó cũng sinh lá con rất là nhiều. Thì trong clip này Tài cũng muốn chia sẻ cho quý anh chị mình đó. Đợt trước thì Tài có giới thiệu cho quý anh chị mình, Tài có một mình quay à, nên không có đây. Thì Tài cũng chia sẻ cho quý anh chị mình nè, thì lần trước cái Tài xịt sâu là xịt chai này đó, thì xịt cái chai này sâu, và quý anh chị mình nhớ nha, xịt chai này xong, xịt chai trừ sâu này xong, khoảng 3 bữa sau quý anh chị mình xịt nhắc lại lần 2 cho Tài là không còn một con sâu nữa nha. Và tầm khoảng như là 2 ngày sau nữa là 5 ngày á, thì quý anh chị mình á xịt cho Tài cái loại này nè, cái loại chai này 100ml nè, chai này là nó kích ra lá ra rễ đó, cho bèo á. Thì quý anh chị xịt vô xong á, thì tầm khoảng 3 bữa sau thì bèo rất là xanh, nó là phân 4 lá nha, nó xanh, nó kích rễ, kích nở con rất là mạnh luôn đó. Thì như quý anh chị mình đã thấy á, thì tại tầm khoảng clip trước tới clip này á, thì tiếp theo khoảng 8 bữa thôi, thì bây giờ á, bèo con ra rất nhiều như quý anh chị mình thấy nè, chuẩn bị nghe này nè, những cái bèo con chuẩn bị lên nữa này ra nè. Tại xịt cách đây khoảng 3 ngày thôi, 4 ngày thôi, thì bây giờ bèo con ra rất là nhiều luôn nè, mọi người thấy không, bây giờ nó đẻ ra không kịp luôn. Bây giờ cái dẻo Tài rất là kín luôn, rất là dày đặc luôn,
bây giờ ốc nhiều cái nào nhiều ăn cũng không kịp luôn ha. Thì Tài cũng sẵn đây quay cho quý anh chị mình xem luôn nè, đó thấy không, và ốc của Tài thì nó toàn là ăn bầu mấp bí ha. À, quý anh chị mình cũng cố gắng cho ăn những loại này để hạn chế những cái bệnh nha. Thì ăn những cái loại bầu mấp bí này nó không làm cho thối nước thì mình có thể hạn chế thay nước được nhiều hơn đó. Thì chủ đề chính này thì Tài cũng muốn quay cho quý anh chị mình là bèo con nó nở rất là nhiều nè, bèo con nó nở nè nè quý anh chị mình, nếu nhìn kỹ rất nhiều bèo con nó chuẩn bị nó nở ra rất nhiều. Thì đó, thì trong clip lần thứ hai này Tài Nguyễn cũng xin gửi đến quý anh chị mình cách Tài đã xịt sâu bèo lần trước, và lần này Tài đã minh chứng được là xịt đã không còn con sâu nào hết, và bèo Tài phát triển rất là tốt và sinh sản rất là nhiều bèo tê tượng con. Và Tài cũng xin chúc cho quý anh chị mình làm theo Tài và hứa thành công 100%. Thì quý chị mình nếu mà không có điều kiện thì có thể là dùng gừng tổ ớt mình ngâm tại nhà, còn nếu mà có thể có điều kiện thì có thể gọi cho Tài để kêu Tài gửi cho quý anh chị mình loại trị sâu này. Và muốn mà quý anh chị mình cũng không nhất thiết mà xịt lá để cho nở bèo con đâu, nếu quý anh chị mình cần thì có thể gọi cho Tài gửi chai này tầm khoảng 100ml thôi, dung dịch nước nó màu đen thui thù lùi à. Thì quý anh chị mình pha 1 lít 1cc này pha được tới 4-5 lít nước thì phun đều, phun từ 4-5 bữa thì bèo con nó phát triển rất là mạnh nè, nó sinh sản rất là nhiều, này kích lá xanh rễ, kích rễ luôn, thì nó phân bón lá luôn, giúp cho lá bèo mình xanh và tốt. Thì Tài Nguyễn đã xịt đó vừa rồi, quý anh chị mình xem nó cách 4 bữa trước Tài đã xịt sơ một lần thì bèo con bây giờ nở rất là nhiều đó. Thì clip này Tài cũng muốn gửi đến quý cô bác anh chị cách chia sẻ cách trị sâu trên bèo tây vào lá cách hiệu quả nhất, và làm sao để bèo tây, bèo tê tượng của mình đó nó sinh sản nhiều để cho cái cung cấp đủ nguồn thức ăn cho ốc con ăn. Thì Tài cũng chúc cho quý chị mình thành công khi sử dụng sản phẩm của Tài Nguyễn. Còn quý chị mình có thắc mắc hay có nhu cầu gì cần thiết hỏi thì hãy cứ comment bên dưới phần bình luận, và có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại của Tài để dưới trên màn hình điện thoại của quý chị mình đó. Thì bye bye, hẹn gặp lại quý chị mình, và Tài chúc xin quý chị mình thành công chăn nuôi lúc nào cũng phát triển. Mùa dịch này nhớ cẩn thận, hạn chế ra đường để ngừa được các bệnh không ý muốn. Thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Mọi người thấy clip này hay thì có thể cho Tài một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ kênh. Thì cũng còn nhiều clip sau nữa, thì quý anh chị mình cứ nhấn vào nút đăng ký thì có clip nào mới thì Tài sẽ thông báo cho quý anh chị mình. Bye bye, hẹn gặp lại.